mọi người nha. Hôm nay mình thử thách đi lượm đi nhặt ve chai giữa trưa hè, cái nắng nóng 40 độ. Mình thử thách đi nhặt ve chai để mình hiểu được cái cảm giác, cái nỗi khổ của những người nhặt ve chai ở ngoài đường như thế nào. Mình thấy có rất là nhiều người đi nhặt ve chai giữa trưa nắng rất là khổ cực, thì hôm nay mình thử cái cảm giác đó xem thứ mình đi nhặt ve chai nó sẽ khổ như thế nào, mình hiểu được nỗi khổ của những người đó. Và ở đây mình phát hiện là có một chỗ nó xung quanh cái sân tennis người ta uống nước quăng cái vỏ chai ra rất nhiều. Bây giờ mình nhặt tại đây nha mọi người, bắt đầu mọi người nha. Suốt 2 tiếng đồng hồ ròng rã thì mình lượm được bao nhiêu ve chai đây nha các bạn? Mọi người ơi, lẽ ra cái sau 2 giờ đồng hồ thử thách mình đi lượm ve chai giữa trời nắng thì mình để đi bán thứ xem được bao nhiêu tiền so với cái nỗi cực khổ của những người lượm ve chai. Lẽ ra thì mình sẽ quay cái đoạn đi bán cái số ve chai đó, nhưng mà rất tiếc là khi mình đến cái vựa ve chai thì cái điện thoại lại hết pin, cho nên mình không thể nào mà quay cái đoạn bán ve chai được. Thì bây giờ mình cũng xin nói là lúc mình đến bán ve chai thì sau 2 tiếng đồng hồ mình thử thách giữa trời nắng để lượm ve chai thì mình ra mình bán được 22.000 nha các bạn. Thì nửa bao ve chai thì mình bán được 22.000. Từ chỗ đó mình mới cảm thấy được cái nỗi khổ vất vả của những người đi lượm ve chai giữa trưa nắng hoặc là nửa đêm gì, mình thấy rất là cực khổ.
Từ đó mình cảm thấy mình rất thương những người đó. Tuy mình không có giàu có hơn ai, mình cũng không có, nhưng mà mình vẫn hơn những người đó nhiều. Mình bây giờ mình rất tôn trọng những người đó, tại vì thường thường mình thấy nhiều người thấy những người đi lượm ve chai á, họ mắng chửi tại sao bươi bới rồi rác rến rồi, nhưng mà mình thấy rất là tội nghiệp những người đó các bạn à. Suốt 2 giờ đồng hồ giữa trời nắng đi lượm từng cái vỏ chai ra bán chỉ được 20 mấy ngàn, chẳng là cái gì hết, mình thấy rất là tội nghiệp đó. Thì đối với khả năng của mình thì mình sẽ giúp đỡ những người đó được bao nhiêu hay bao nhiêu, dù 1 ngàn thì đỡ 1 ngàn, mình cảm thấy rất tội nghiệp. Mình cũng đừng từng trải qua những cái nỗi khổ khổ như vậy rồi, mình rất đó. Mọi người, xin mọi người luôn hãy tôn trọng và yêu quý những người như vậy, đừng bao giờ hất hủi mà chửi bới họ nha mọi người. Rồi mình cũng xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video thử thách đi lượm ve chai giữa trời nắng của mình nha. Rồi mọi người yêu quý thì hãy đăng ký, like và subscribe ủng hộ kênh mình, giúp kênh mình nha, để mình sẽ phát triển video và có nhiều cái video ý nghĩa hơn cho mọi người xem nha. Xin chào tạm biệt mọi người nha.